Hey. They have no more. Last year they had many. The baskets? Now no more. So I just put it on the street. That's when I, after, because they come and clean. Yes, every day, it's 20. Woo! Too heavy. I kind of missed the sand. Okay, too heavy. Yeah. Just want to pick up after. Okay.
heavy one in the way. Too heavy in the bag. Yeah. Sorry. I have to ask you, wash your hands many times. Eh? Many times, wash your hands. Đừng bỏ cát anh, bỏ cát vô nó nặng cái túi anh. Bỏ cát vô nặng túi đó. Bỏ ghim vô chứ điểm nặng. Mấy đứa nít cũng giận. Okay. Don't need to carry over there. Cũng như anh thôi. Anh này là anh Tây, phải anh làm mình. Ảnh đã 2 năm rồi, 2 năm mà anh đi lượm rác à. Rồi. Được rồi, em không muốn. Để chúng em đi lượm giống anh luôn nè. Vậy uống là anh phải đi lượm nha. Uống à. Bây giờ anh mà uống, em uống à anh lượm nha. Chuyện lo mình đụng động với nhau. Rồi, mày mọi người đổi đây luôn. Cái này vui vẻ. Vậy mình uống xong rồi có cái bị á. Có bịch đi. Không có nói gì để gỡ phải không? Rồi, cảm ơn anh. Cái gì đó không làm thì nói gì hay đi. Rồi.
rủ thêm được 4-5 ông đi rủ, đi nhặt rác.